Thì quý vị cũng vừa rồi thì quý vị cũng lo lắng cho tôi, thì vừa rồi anh Dũng cũng đã nói với quý vị rằng là tất cả những cái gì thì chúng ta nên trở lại một cuộc sống bình an, và tôi cũng không muốn trở thành một người phụ nữ gọi là ăn nói không ra gì hay là tầm thường, thì có những cái điều mà tôi bức xúc. Thì anh Dũng anh nói như vậy thì tôi cũng cảm ơn, một lần nữa tôi cũng cảm ơn. Một cái văn bản đưa ra rất là có lợi cho tôi, là vì sao một mình tôi mà bị biết bao nhiêu con người chửi, thì đây là cái cơ hội mà để rồi không ai rủa xả ông bà tổ tiên của quyền thất tổ đòi lên cả bàn thờ cha mẹ ông bà của tôi, coi như là ỉa lên trên đó và làm nhục tôi trên đó. Thì đây là một cái cơ hội mà tôi nghĩ là chính quyền làm rất là tốt, rất là đúng. Cái dạng sau này thì quý vị cũng thấy rằng tôi rất là tiết chế, rất là tiết chế, rất là coi như là còn có những cái lời thách thức á, thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Thì bây giờ thông qua cái buổi hôm nay thì tôi cũng thông báo đến quý vị là Phương Hằng tôi cũng đã rất là ổn định. Anh Dũng cũng đã nói rồi, gia đình của tôi gần như là bị tấn công đủ phía hết, nhất là đứa con gái của tôi bây giờ hiện nay là nó bỏ học rồi, nó bỏ học và nó bị trầm cảm và nó đóng cửa trong phòng. Đó là một trong những cái điều mà tôi đau lòng nhất, khi mà con gái của tôi nó cảm thấy nó bị tổn thương. Cháu có 15 tuổi giờ vừa lợi sắp lớn mà cũng chưa lớn, mà nói chung là cái giai đoạn này đối với cháu là một sự rất là khó khăn, cho nên trong cái cuộc chiến nào cũng có thương tích với quý vị. Tôi từ nạn nhân này đi đến nạn nhân kia, và rồi bây giờ trước mắt là đứa con gái của tôi là nó bị tổn thương. Đó là cái điều mà tôi khiến cho tôi là đau lòng nhất. Và nó trách móc tôi rất là nhiều, thậm chí là nó khóa cửa phòng, nó không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác là mẹ không phải là người tốt, hay là mẹ tại sao mẹ để cho người ta tấn công mẹ, tại sao người ta có thể nói những cái lời. Nói chung là cuộc chiến nào cũng có thương tích với quý vị. Nói hết rồi, đúng rồi, cảm ơn. Thì thông qua một cái cuộc chia sẻ như thế này thì tôi sẽ trở lại, bởi vì cũng không ai cấm tôi lên công chúng. Tôi sẽ trở lại chia sẻ với quý vị về cuộc sống, về hạnh phúc gia đình, cũng như những talk show mà tôi đã từng làm trước đây, để mong mang đến một cái sự vui vẻ, một hạnh phúc, một cái bình an đến tất cả cộng đồng quý vị trong và ngoài nước. Chứ cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại, và mọi thứ là hãy để cho pháp luật giải quyết. Và tôi tin là pháp luật là một trong những cái chúng ta cần phải thượng tôn và tuân thủ theo pháp luật. Thì có chuyện đi đến đây thì cũng đã tốt đẹp rồi. Thì phải nói là Phương Hằng tôi rất là cảm động khi cái sự kiện vừa qua đó đã khiến cho rất là nhiều người lo lắng cho tôi, rồi hoang mang, rồi không biết như thế nào. Nhưng mà đã là số phận, đã là sứ mạng, đã là một cuộc chiến mà giữa cái thiện và cái ác, và tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả tôi đã trả giá là các con của tôi nó bị tổn thương. Tôi cũng không có ân hận, tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt nhất có thể để bảo vệ các con mình. Và thông qua cái buổi chia sẻ này của anh Dũng thì tôi cũng đã lấn sân ảnh, vì tôi biết rằng là quý vị rất là mong chờ, rất là muốn nhìn thấy tôi. Thì tôi rất cảm ơn quý vị. Và tiếp tục thì cứ để cho anh Dũng anh chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua, và anh đã gần như là dự đoán rất là đúng. Anh viết ra những cái gì, anh nói ra những cái gì thì bây giờ gần như là nhân viên trong công ty nó sợ ông lắm quý vị. Gần như là ông đoán mọi cái diễn biến á, tích cực hay là tiêu cực hay như thế nào đó, gần như là nó diễn biến và ông đã thủ đồ ăn. Cái lúc đó ông nói thì chúng tôi nói trời ơi, cuộc sống đang về mà kêu thủ đồ ăn trong nhà, rồi đi đứng cẩn thận này kia, cho tụi tôi thấy ông không bình thường. Nhưng mà đến giờ này thì ông rõ ràng là ông có những cái suy nghĩ hơn mình chỗ đó. Tại sao ông thành công là ông có những cái cảm nhận chính xác và có những cái giác quan thứ sáu. Mà giờ này tất cả chúng tôi gần ổng á thì cảm thấy sợ. Ổng đoán từng ngày chính xác, từng cái sự việc diễn biến chính xác. Và hôm nay thì chúng tôi lại trở về Bình Dương để tiếp tục giữ gìn Đại Nam, và cũng như là tránh dịch để cho mọi người được sống vui vẻ. Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị vào mỗi buổi tối lúc khoảng 7 giờ cho đến 8 giờ. Chủ đề là chủ yếu là cuộc sống, là hạnh phúc, là những cái gì tôi trải nghiệm qua, để tránh những cái người, những cái sự việc vừa qua thì nó cũng không hay. Cho nên quý vị nào yêu mến tôi thì tôi rất cảm ơn, rất chân thành, rất ghi nhận. Và chúng tôi luôn luôn là những người sống vì mọi người. Rồi, xin cảm ơn và chào tất cả quý vị. Và xin chào quý vị, và một lần nữa là tôi xin cảm ơn. Và tôi cũng mong rằng những cái chuyện vừa qua không có nhắc nhiều nữa. Và chúng ta đi vào một cái môi trường đặc biệt nhất là sắp tới. Chúng ta chung tay để cùng với đất nước
vượt qua cái dịch bệnh. Cái thứ hai là hướng đến những cái gì thành tiền nhất, giúp đời, giúp người. Xin chúc một lần nữa chúc quý vị người sức ông. Khỏe, hạnh phúc. Uống đất bà Thanh nè, giải độc, giải ngứa. Nói gì nữa? Chị uống này giải độc, giải ngứa mà. Thôi rồi, xong rồi. Thôi đi, được rồi. Thì xong rồi, thì xong chưa con? Xong rồi.